Việc map ổ đĩa trên thiết bị NAS Synology bằng ứng dụng RaiRai sẽ giúp chúng ta truy cập dữ liệu một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, việc cài đặt RaiRai trên Windows 7 sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vậy hãy cùng em StarCop tìm hiểu làm sao để có thể cài đặt RaiRai trên Windows 7 một cách dễ nhất nhé. Bước thứ nhất, chúng ta cần kiểm tra xem Windows 7 của chúng ta là Windows 32bit hay 64bit. Sau đó, có hai phiên bản bạn phải cập nhật cho Windows, đó chính là phiên bản và phiên bản. Bước tiếp theo, chúng ta cần khởi động lại máy tính của mình, sau đó cài đặt NAS Framework 4.8. Bước cuối cùng, bây giờ chúng ta có thể cài đặt RaiRai trên máy tính của mình và cũng như là map ổ đĩa đến với thiết bị NAS Synology của chúng ta. Vậy là bạn có thể truy cập dữ liệu thông qua việc map ổ đĩa trên thiết bị NAS Synology của chúng ta rồi. Mình là Nhân đến từ em StarCop. Hy vọng những chia sẻ trên có thể giúp bạn sử dụng nền tảng NAS Synology một cách tối ưu nhất. Hãy liên hệ và ghé thăm showroom em StarCop để được hỗ trợ và trải nghiệm giải pháp NAS Synology.